Đây nha thầy hướng dẫn con thế này cho nó dễ nhá. Đây là cái cái mục lục này, mục lục của quyển sách này. Thì cái phần đầu tiên này là cái phần mà tiếp cận theo từng phần thi này thì cái này là phần tham khảo thôi. Và con sẽ đọc để cho biết thôi. Thì cái này thì con đọc lúc nào cũng được, đọc dần. Nhá, thế còn um, bắt đầu đây. Nó sang cái phần này mới là phần quan trọng nhất đây. Tiếp cận theo chủ đề thì đây nó có 20 chủ đề này, đây là toàn bộ cái nội dung quan trọng nhất mà con sẽ phải học thuộc. Đấy thì à, mỗi một chủ đề nó lại có rất là nhiều cái bài nhỏ thì con phải học kỹ đến từng bài nhỏ đấy đây thì đây là cái phần đầu của quyển sách là nó gọi là tiếp cận theo từng phần thi đấy, đấy thì à, nó nêu ra cái cái à, chiến thuật rồi những kiến thức liên quan đấy mình có thể hiểu được à, nó có một cái phần à, liên quan đến đây này gọi là expression này, này. có rất nhiều những cái expression này ở đây là thầy thì thầy vẫn gọi là những cái cụm từ nó mang tính chất nối rồi diễn giải trong câu đấy thì nó đưa ra rất là nhiều những cái này thì con con học cái này nó không đừng có học thuộc ngay vì nó cũng không thuộc được ngay đâu bởi vì là để mà thuộc được nó thì phải ứng phải ứng dụng vào trong bài cơ thì mới thuộc cho nên là con cứ học một lượt cho nó biết một lượt thôi đọc qua một lượt cho hiểu kỹ thôi đã để xong là là thi thoảng ôn lại rồi bỏ qua luôn không đưa vào trong bài nhé sử dụng nó ở trong bài gặp lại nó ở trong bài lúc đấy mình nhớ nó sẽ tốt hơn đó tất nhiên là thi thoảng mình vẫn phải ôn lại để mình có cái cái, cái vốn từ để nó cho nó rộng đó thì uh, sau đó là con chuyển ngay qua cho thầy Đấy, trong tuần này con chuyển ngay qua cho thầy cái cái phần uh, chủ đề này đi tiếp cận theo chủ đề này này đấy. tuần này làm luôn về cái bài đầu tiên của cái chủ đề job and study nghề nghiệp và uh, học tập này này thế thì trong cái phần chủ đề này này đấy, ví dụ như chủ đề một này thì nó sẽ có những cái bài Những cái bài mẫu thế thì những cái bài mẫu này thì là để để con uh, con tham khảo thôi nó cũng không nó cũng không hẳn là những cái bài mẫu nhưng mà nó là những cái câu hỏi mẫu hay câu hỏi thường gặp đây này đấy. nhưng mà con sẽ bắt đầu học từ cái đây từ cái 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 cái, cái phần uh, diễn giải cho câu hỏi đây này câu trả lời cho câu hỏi đây này đó nó nhìn thấy không đây nó chính là một bài nhỏ đấy đây ví dụ như ở trên này trên này nó viết là câu hỏi đây câu hỏi là are you a student or do you work đây là phần 1 nhé phần này phần gọi là phần part 1 nhé thi speaking thì nó có 3 phần part 1, part 2, part 3 thì đây là câu hỏi cho phần part 1 thì nó sẽ có những câu hỏi thông dụng thì người ta sẽ diễn giải từng câu hỏi một đấy thì để trả lời cho câu hỏi này thì người ta có những ý trả lời uh, ví dụ ý trả lời cơ bản trong trong cái bài này cho dựa trên một cái bài nói mẫu này thì việc của con là sẽ phải học thuộc lòng nó đây chẳng hạn như đây người ta viết đây là ví dụ là học ngành quản trị kinh doanh bên này là tiếng Việt bên này là tiếng Anh quyển sách này là quyển sách song ngữ nó hay ở chỗ đấy cho nên là khi mà con học thì con hiểu ngay nghĩa của nó là gì không cần phải đi tra nữa có một số từ đặc biệt vẫn phải tra nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn dần khi mà con trả bài thầy thầy sẽ hướng dẫn dần thì khi con đọc hết cái này rồi con hiểu rồi thì đây con xem người ta viết diễn giải tới đây và đây là cái đoạn nội dung nó cụ thể chi tiết thành một bài nói câu trả lời hoàn hoàn chỉnh thì mục thì thì nhiệm vụ của con là sẽ phải học thuộc cái này học thuộc cái này học thuộc bằng cách nào thì học thuộc theo phương pháp học thuộc chuyện ngay lập tức của khoa học tùy tâm đúng không phương pháp như thế nào thì con phải xem lại trong trong đó còn nếu con không nhớ thì con hỏi thầy thì thầy thì thầy giảng lại cho Ờ, phương pháp thì cũng rất đơn giản thôi là tức là câu có bao nhiêu ý thì phải đọc bấy nhiêu lần thì là đọc xong là sẽ thuộc đúng không và khi mà con thuộc cả đoạn này rồi đấy, thì con sẽ gửi cho thầy nếu một đoạn nó ngắn quá thì con có thể gộp vào đấy ví dụ như có thể sang tiếp câu này học tiếp cái đoạn này đúng không Đó. tùy con con gửi theo đoạn ngắn hay là gửi gộp các đoạn ngắn thành một đoạn dài cũng được nhưng mà lúc gửi gộp thì nhớ là tách ra là câu hỏi tên là gì nhá Câu trả lời như thế nào Thì đấy là tùy con thôi Đó Thì con thấy là nó rất là ngắn thôi thì Ví dụ một buổi con học thì con hoàn toàn có thể học được khoảng 3 đến 4 câu rồi 3 đến 4 đoạn này Ít thì cũng phải được hai đoạn không? Nhiều thì được 4 đoạn đấy. Thì một tuần thì cố gắng là Cố gắng là được khoảng từ 5 cho đến 8 đoạn tùy tùy từng tuần nhá nếu có nhiều thời gian thì học khoảng bảy tám đoạn có ít thời gian thì học bốn năm đoạn nói là đoạn thôi nhưng mà ví dụ ba đoạn thì mới được một bài nhỏ nhỏ đấy cho nên là 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 cũng không khó nhưng mà quan trọng là phải duy trì duy trì đều đặn cho thầy Được chưa đấy. ở trong cái phần part one này thì nó 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 ngắn nhưng mà ở đây ví dụ sang đến part 2 này và part 3 nữa thì cái đoạn nó sẽ dài hơn thì một đoạn một 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 bài này một đoạn nhỏ này là gồm có ba đoạn bé bên trong rồi đấy thì con có thể là một tuần là chỉ cần khoảng một cho đến hai khoảng hai bài này thôi là nó cũng tương đương với sáu đoạn nhỏ kia rồi đúng không đấy thì khi mà học đoạn ngắn thì mình gộp nó vào còn khi mình học đoạn dài đấy, thì mình coi nó là gộp của nhiều đoạn ngắn đấy nhá thì đây là những cái đoạn mà con phải học thuộc này, Để. cứ học thuộc hết xong rồi đọc thuộc lòng cho thầy. Ờ, nhớ là khi mà gửi cho thầy thì mặc định là khi con đọc là con phải hiểu hết rồi nha. còn nếu mà con không hiểu thì con phải hỏi thầy ngay. thì thầy chủ yếu là thầy sẽ chữa cái phát âm cho con thôi. còn có những cái chỗ nào mà con cảm thấy từ vựng khó hiểu quá thầy giảng cho con thì con phải nói nhá, con phải chủ động con đặt câu hỏi thầy thầy phân tích cho con cái từ vựng này nó là như này hoặc tại sao người ta lại diễn đạt như thế thì cái đấy là con phải hỏi đấy thì nó cũng đơn giản thôi mà nhá cố gắng